Ni hao, xin chào mọi người, mình là Henry. Chào mừng chuỗi series Du học Đài Loan cùng Henry Kalu. Thì chuỗi series ngày hôm nay thì mình sẽ cách chia sẻ các bạn giống cái phần intro của mình, chia sẻ các bạn là làm thế nào để các bạn có thể cải thiện được cái cuộc sống của các bạn, và cũng như là video này sẽ rất là có những cái chi tiết rất bổ cho các bạn á. Các bạn đã xem mấy clip rồi nha, rồi cực kỳ bổ luôn á. Thì cái điều đầu tiên á, các bạn biết á là các bạn đôi khi á là cái cuộc sống của mình thôi, mình sẽ kể ví dụ với các bạn là cuộc sống của mình á khi trước á là nó rất là kiểu mình cảm thấy, thứ nhất á là mình cảm thấy là thời gian trôi qua rất là nhanh nè, thứ hai nữa là mình cảm thấy là làm cái gì đó, có một cái gì đó đã khiến cho cuộc sống của mình nó trở nên chậm chạp, trở nên là không có gọi là phát triển được, không có tiến triển được các bạn. Kiểu các bạn có bao giờ cảm giác với mình không, kiểu lúc nào cũng dậm chân tại chỗ á. Thì mình luôn luôn á là khi đó mình đâu có biết bạn, mình tình cờ mình lên trên những cái diễn đàn, mình lên trên web á, thì họ hướng dẫn cho mình. Hiểu lý ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để có thể cải thiện được cuộc sống của các bạn khi các bạn du học. Thì cái đầu tiên á, chắc chắn á, các bạn hãy cố gắng hạn chế cái mạng xã hội giúp mình ha. Thì vì nghĩ việc này nói ra thì trên rất là nhiều gọi là nền tảng truyền thông mà nói về cái vấn đề là hạn chế cho các mạng xã hội detox, đúng không? Detox social media rất là nhiều luôn. Nhưng mà mình nghĩ rằng á là cái việc đơn giản đầu tiên á là các bạn hãy cố gắng giúp mình á là xem coi những cái ứng dụng nào trên cái điện thoại di động của các bạn, hoặc là trên những cái máy tính của các bạn á, các bạn xem coi cái ứng dụng đó có thực sự là bổ ích cho các bạn hay không. Thì giống như bản thân của mình đó nha, bản thân của mình á, lúc trước á, khi mà mình xài mạng xã hội á, mình lên trên những cái Facebook hoặc Instagram á, lúc đó mình theo dõi tùm lum tà la luôn các bạn, theo dõi rất là nhiều trang luôn. Và có những cái trang á là mình chưa giờ, kiểu mình không bao giờ mình vô mà mình vẫn follow, mình vẫn like, hoặc là mình đi tương tác các bạn, đi tương tác hoặc đi gọi là đi hóng drama rồi rất là nhiều. Nhưng mà các bạn biết đó là kiểu mình thấy là cuộc sống của mình dạo này hiện nay nó không ổn lắm, nó bất ổn rồi, thì bắt đầu mình sẽ đi cải thiện cuộc sống của mình là bằng cách đó là mình lên những cái trang Facebook, trên Instagram hoặc là những cái mạng xã hội như TikTok khác, mình sẽ detox hết luôn, mình sẽ xóa hết các bạn. Mình sẽ xóa những cái trang, những cái nguồn, những cái tin mà mình cảm thấy là nó thực sự nó không hữu dụng cho mình nữa, nó sẽ không hữu ích cho mình nữa. Bắt đầu mình đi gọi là đi xóa hết luôn các bạn. Xóa hết thì các bạn hãy cố gắng xem coi trên cái điện thoại của các bạn có những cái ứng dụng nào mà thực sự cũng không hữu ích cho các bạn á, thì bạn cố gắng gọi là xóa với mình ha. Thì mình nghĩ rằng là việc này sẽ giúp cho các bạn rất là nhiều luôn, giúp cho các bạn là kiểu thứ nhất là tránh sao loãng nè, thứ hai nữa là tránh thời gian các bạn dồn quá nhiều năng lượng của các bạn vào cái mạng xã hội, vào cái trên điện thoại các bạn rất là nhiều. Tại vì mình nghĩ rằng á là điện thoại, máy tính là máy tính bảng gì đó thực sự rất hữu ích cho các bạn luôn. Nếu mà các bạn rất hữu ích cho cái việc học luôn á các bạn, kiểu rất là hữu ích. Nhưng mà đôi khi các bạn kiểu các bạn sẽ mấy bản thân của mình thôi, kiểu mình cứ để bản thân của mình nó cứ một cách tự nhiên á, mà tụi mình không có kiểm soát bản thân của mình á, thì đương nhiên thì chúng ta cứ làm theo bản năng của mình thôi, kiểu cứ làm theo, thấy mọi người làm theo vậy, cứ mình thấy mọi người xung quanh mình là cứ lên trên mạng xem hóng drama gì đó thì mình cứ làm theo các bạn. Tại vì bản thân của con người chúng ta rất là dễ bị ảnh hưởng mà. Đó, thì cố gắng các bạn hãy cố gắng gọi là detox mình, hãy đi cố gắng xem coi quản lý cho mình ha. Thì cái việc này mình sẽ giúp cho các bạn rất là nhiều luôn. Rồi, thứ hai nữa mình nghĩ rằng là sẽ giúp cho các bạn rất là nhiều, đó chính là các bạn hãy xem coi cái những cái hoạt động hàng ngày của các bạn, daily routine của các bạn như thế nào. Ví dụ như lúc trước của mình á, là mình thói quen hoạt động hàng ngày của mình á là mình hay kiểu chần chừ các bạn, hay kiểu trì hoãn á, hay kiểu là mình thấy là công việc này nó còn lâu lắm, nó còn tới một tuần, hai tuần, hai tháng gì đó mới deadline mà, nên mình cứ trì hoãn. Và thứ hai nữa là mình xem coi có những cái thói quen nào xấu hay không, có những cái habit nào mà nghĩ rằng là sẽ không tốt cho các bạn. Thì ví dụ như là các bạn sẽ chơi game nhiều, các bạn kiểu để thời gian chết rất là nhiều, kiểu giống như vậy. Và cũng như là các bạn thời gian đó hay các bạn giao lưu bạn bè, kiểu giao lưu những cái mối quan hệ mà thực sự không có cần thiết cho các bạn rất là nhiều, hoặc là các bạn làm một cái việc gì đó khô bổ, thì các bạn hãy cố gắng gọi là giúp mình. Thứ nhất là xem coi cái routine của mình hiện tại, xem coi có những cái gọi là có những cái thói quen nào xấu hay không, cũng như là cố gắng là setup giúp mình cái khoảng thời gian ha. Tại vì các bạn hãy, thứ nhất cái việc này á, các bạn hãy làm cho mình một cái to do list. Thì trên cái to do list này á là mỗi ngày luôn nha, có nghĩa là các bạn sẽ làm cho ngày hôm trước. Ví dụ như hôm nay mình làm thì là hôm nay mình sẽ làm cho ngày mai, và ngày mai mình sẽ làm cho ngày mốt, kiểu giống như vậy. Thì các bạn hãy làm như vậy á, thì các bạn sẽ viết ra được, vạch ra được cụ thể chi tiết á là ngày mai mình sẽ cần hoàn thành những cái việc gì. Thì các bạn setup cho mình cụ thể thời gian
và cũng như là buổi nào, buổi tối, buổi trưa, buổi chiều hay là gì đó, là thực sự các bạn sẽ cần làm những cái việc đó. Thì đôi khi á là các bạn hãy cài đặt báo thức cho mình ha, cài đặt báo thức cái lúc mấy giờ đó để các bạn có thể nắm được là hiện tại mình đang ở đâu, hiện tại mình đang cần làm cái gì. Cố gắng setup cái thời gian báo thức trong điện thoại của mình á, khi điện thoại các bạn cố gắng báo thức là 6 giờ mình sẽ dậy, 7 giờ mình sẽ làm gì đó, 8 giờ mình sẽ đi công chuyện ngay đó, cái giống như vậy, hay là mình đi học, đi lên trường học cái giống vậy. Các bạn setup cho mình giúp mình ha. Và cái tiếp theo nữa mình muốn nhắc nhủ các bạn á là mình nghĩ rằng là sẽ giúp ích các bạn rất là nhiều, đó chính là các bạn hãy build cho mình một cái relationship, một cái mối quan hệ tốt hay các bạn. Thì cái mối quan hệ tốt này á là xung quanh các bạn á, giống như việc ví dụ đi, nếu mà những người bạn xung quanh của các bạn á là họ rất là kiểu toxic, họ rất là xấu, họ lúc nào cũng chơi bời, họ lúc nào cũng tụ tập này nọ, thì các bạn họ không chịu học hoặc không phải là dạng chịu học á, thì mình hỏi các bạn xem coi nếu mà các bạn tiếp xúc với những người xung quanh, những cái mối quan hệ xung quanh của các bạn như vậy á, thì có sẽ giúp ích cho các bạn, gọi là giúp cho các bạn tập trung học hay không, có giúp cho các bạn trở thành sinh viên xuất sắc hay không, hay là giúp cho các bạn làm những cái việc gì đó mà các bạn muốn làm hay không. Tại vì chúng ta là con người mà chúng ta sẽ có những cái nỗi sợ rất là nhiều luôn. Mình ví dụ như mình sợ là người ta không chơi với mình kiểu vậy, thì các bạn hãy cố gắng là xem coi hiện tại cái mối quan hệ xung quanh của mình á, năm người bạn xung quanh của mình á, xem coi họ có phải là thực sự họ có tốt với mình hay không, hay là họ có ảnh hưởng tới mình những cái việc xấu hay không. Tại vì con người chúng ta dễ rất là dễ ảnh hưởng đó các bạn, nên là các bạn hãy đôi khi các bạn hãy xem lại những cái mối quan hệ hiện tại của các bạn là gì, và các bạn hãy, nếu mà cái mối quan hệ đó không tốt thì các bạn hãy bỏ và các bạn hãy tìm những cái mối quan hệ khác tốt hơn, kiểu giống như vậy. Thì mình, đối với bản thân của mình á, mình luôn luôn mình suy nghĩ, mình xem coi mối quan hệ này thì có giúp ích cho mình hay là có khiến cho chúng ta vui vẻ hạnh phúc hay không, hoặc nếu mà không thì khiến chúng ta kiểu buồn bực hay là khiến chúng ta lúc nào cũng khó chịu á, thì mình luôn luôn là mình next cái mối quan hệ đi, thì mình nghĩ rằng là những cái việc nó sẽ rất là tốt cho mình. Và cái tiếp theo nữa mình muốn nhắn nhủ các bạn á là các bạn hãy cố gắng xem cái tình hình tài chính của các bạn nha, cố gắng gọi là chăm chút cái quản lý tài chính của các bạn. Thì mình nghĩ rằng là khi các bạn du học á, việc này là cực kỳ gọi là quan trọng các bạn luôn. Tại vì các bạn biết á là chúng ta tiền á, là chúng ta tiền rất là nhiều, thôi tại vì ba mẹ mình gửi qua tới mấy tháng được mà, nên là tiền rất là nhiều. Nên là đôi khi các bạn hãy cố gắng là khi mà các bạn muốn mua một cái món đồ gì đó, muốn mua một cái son, muốn mua một cái máy tính, hay là muốn mua một cái việc, mua một con chuột hay mua tai nghe gì đó, các bạn hãy cố gắng nốt lại giúp mình ha. Hoặc là các bạn đi ăn cũng vậy, đi ăn ở trường, đi ăn buổi trưa buổi chiều, thì các bạn cố gắng ghi lại giúp mình ở trên điện thoại. Các bạn hãy note trên điện thoại rất là dễ dàng luôn nè. Thì note trên lại điện thoại á là sẽ khiến chúng ta dễ dàng các bạn tổng kết được là tháng đó, tuần đó, ngày đó mình đã mua những cái gì, mình đã chi những cái việc gì, và mình xem có cái thu nhập của mình hiện tại nó có đủ hay không, kiểu như vậy. Thì các bạn cố gắng chú ý giúp mình cái phần tài chính này nha, cái cực kỳ quan trọng luôn á. Khi mà các bạn kiểu các bạn thấy là cảm thấy là mình có thể tiết kiệm được nhiều á, là một cái dấu hiệu cực kỳ tốt luôn á, thật sự luôn. Mình thực sự cái nhắn nhủ các bạn luôn á. Và tiếp theo nữa mình nghĩ rằng là cái việc các bạn tập thể dục á cũng rất là quan trọng ha. Và mình nghĩ rằng á, mình cũng suy nghĩ rất là dễ dàng dễ hiểu thôi, kiểu mình tập thể dục á mình kiểu rất là mệt đúng không? Ai thực sự con người chúng ta không ai thích mệt á, ai cũng thích gọi là vui vẻ, gọi là kiểu muốn gọi là dễ làm một cái việc dễ dàng á, không ai muốn làm một cái việc gì đó khó khăn. Thì mình biết á là tập thể dục sẽ rất là tốn năng lượng của các bạn, tốn sức của các bạn rất là mệt, nhưng mà các bạn hãy cố gắng gọi là setup cho mình một cái kế hoạch để các bạn có thể làm việc tập thể dục mỗi ngày các mình giống như mình hay. Mình nghĩ rằng sẽ giúp cho các bạn, thứ nhất á là khiến cho cái tinh thần của các bạn rất là sảng khoái luôn, rất là kiểu dễ năng động nữa, khiến cho chúng ta kiểu con người trở nên tích cực luôn các bạn. Mình nghĩ rằng là tập thể dục sẽ một trong những cái nhân tố mình, một cái ảnh hưởng rất là nhiều cho cái việc sức khỏe tinh thần của các bạn. Thì các bạn hãy cố gắng tập thể dục với mình ha. Và cái tiếp theo mình muốn nhắn nhủ các bạn á là các bạn hãy nên gọi là các bạn giống như kiểu các bạn sẽ cố gắng giúp mình á là dành thời gian nghỉ ngơi ha. Mình nghĩ rằng là thời gian nghỉ ngơi cực kỳ quan trọng luôn. Đôi khi á là các bạn hãy cố gắng mỗi ngày á dành ít nhất á là 7 tiếng ngủ giúp mình ha. Mình nghĩ rằng là những cái việc này sẽ tốt cho các bạn, hồi phục cho các bạn một ngày các bạn kiểu làm việc mệt mỏi. Nên là các bạn hãy cố gắng, nếu mà các bạn vạch ra được một cái to do list á, các bạn hãy cố gắng trong cái mục đó là hãy cố gắng ngủ giúp mình ít nhất 7 tiếng. Và cái tiếp theo nữa là các bạn hãy dành thời gian cho việc nghĩ rằng là dọn việc nhà các bạn. Thì đôi khi chúng ta hay quên về cái việc gọi là dọn nhà á. Nghĩ rằng dọn nhà là một trong những cái việc mà sẽ giúp cho các bạn vui, mà đôi khi nó cũng khiến cho các bạn không vui. Nhưng mà các bạn hãy cố gắng
dành nên cho chúng ta hãy dành ra một ngày cuối tuần nào đó để có thể dọn dẹp cái nhà. Và chúng ta hãy tiếp theo, mình muốn nhắn nhủ các bạn á, các bạn hãy cố gắng thử thách bản thân của mình ha. Thì cố gắng là kiểu ví dụ là một tuần á, là các bạn hãy xem coi những cái việc gì đó mà mình chưa làm, mình chưa bao giờ từng làm luôn, thì các bạn hãy cố gắng challenge sức mình. Giống như cái việc mình nói đơn giản năm nay cho các bạn dễ hiểu, ví dụ như là tuần đó mình chỉ gọi là quanh quẩn ở trong trường thôi, mình chỉ kiểu làm những cái việc rất là kiểu hàng ngày mình hay làm, thì hôm nay mình thử challenge, thử thử thách của mình là bằng cách là mình sẽ tự chạy chạy vòng quanh sân vận động, sân đá banh gì đó khoảng 2-3 vòng, hoặc là chơi một cái môn thể thao, ví dụ chơi bóng rổ, chơi những cái môn mà mình chưa bao giờ chơi. Mình hãy đặt thử thách cho mình, challenge cho bản thân của mình. Hoặc là giống như bản thân của mình á, là mình luôn luôn mình kiểu challenge bản thân của mình là hãy ví dụ như là thấy cái việc đó khó, hay cái bài đó khó, hay là cái dạng đề đó khó, mình hãy cố gắng challenge của mình là mình làm thêm những cái đề đó, double lên. Thì giống như vậy thì các bạn hãy đặt thử thách cho chúng bản thân của mình. Thì đó chính là những cái lời tâm sự của mình về cái việc các giúp, mình nghĩ rằng sẽ những cái việc này sẽ giúp ích cho cái cải thiện như cuộc sống của bạn rất là nhiều. Thì các bạn hãy vui lòng bắt cho các bạn một like và một subscribe. Thì các bạn có những câu hỏi thắc mắc về hội Loan thì ở bên dưới. Cảm ơn các bạn rất nhiều.